Chúng con xin kính chào sư ạ. Như rồi. Bây giờ bắt đầu được chưa? Dạ, chúng con xin thỉnh sư cho chúng con bài phát thoại. Dạ, dạ rồi. Hôm nay chúng ta có một cái học tiếp cái bài kinh chắc cũng thứ 10 rồi, kinh sợ hãi. Bài kinh này nếu mà liếc mắt qua đó thì không có gì phải giải thích hết. Ai cũng có thể nghĩ mình hiểu hết á. Thí dụ như là niềm tin là gì, giới là gì, ai cũng biết hết á. Nhưng cái vấn đề nằm ở cái chỗ là tại sao mà thiếu năm cái này á là mình sẽ sống trong sợ hãi. Thì gọi là có năm cái này nè. Có năm cái niềm tin giới hạnh đó, thì mình sẽ sống không sợ hãi, gọi là yên tâm vững bụng trong cái chuyện sinh và tử. Tại sao vậy? Chứ còn từng điều đấy ai nghe cũng hiểu hết. Trước hết là cái niềm tin. Chúng ta phải mất rất là nhiều thời gian để nói về chữ niềm tin trong cái tinh thần Phật pháp. Tùy vào cái khuynh hướng tâm lý và cái tiền nghiệp và môi trường sống mà chúng ta có những cái đường hướng suy tư thao thức không giống nhau, và từ đó cái nhu cầu và tâm lý cũng không giống nhau. Có nhiều người thì họ thấy rằng cái chuyện mà tôi tin hay không tin gì đó trong tôn giáo nó quan trọng. Có biết bao nhiêu người trên trái đất này không có tin Chúa, không có tin Phật không? Không tin Chúa, không tin Phật, không có tin một cái thần tượng nào hết thì cũng có sao đâu. Cũng sống tới già rồi cũng chết như bao nhiêu người. Và những cái kẻ mà có niềm tin nơi Chúa, nơi Phật, nơi một cái tôn giáo nào đó thì cũng già, cũng chết như mọi người. Như vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Vấn đề nằm chỗ này nè. Tôi không kêu gọi cái sự mù quáng, cái sự cuồng tín, nhưng mà có chuyện này tôi tin, tôi nói cái điều tôi hiểu và tôi nói cái điều tôi tin. Chứ còn cái bậy bạ nhất là mình nói ra cái điều mà chính mình không có hiểu hoặc là chính mình không có tin thì đối với tôi đó là tội ác nha. Đối với tôi đó là tội ác. Rao giảng tuyên truyền một điều mà bản thân mình chưa có hiểu và bản thân mình cũng không có tin, mà muốn người khác hiểu, muốn người khác tin thì đó là tội ác. Bởi vì cái đó là mê hoặc quần chúng, là ru ngủ quần chúng, là nhồi sọ quần chúng. Chứ trong một cái tinh thần là văn pháp, trong tinh thần đạo đức căn bản của một con người thì mình không có nên nói ra cái điều mà chính mình cũng rõ và chính mình cũng có tin. Thì cái chuyện đầu tiên đó, tại sao chúng ta cần đến niềm tin? Bởi vì có như thế này nè. Tôi đồng ý với các vị rằng các vị có thể không tin Chúa, không tin Phật, các vị sống được, đúng. Và không tin Chúa, không tin Phật, các vị vẫn có thể sống thiện được, đúng. Nhưng mà phải nói rõ, nếu không tin Chúa, không tin Phật thì cái thiện của mình nó rất là, một là nó rất là máy móc và nó rất dễ bị thử thách. Nó rất là dễ bị thử thách. Thử thách bởi cái gì? Thử thách bởi một cái đe dọa hay là một cái cám dỗ nào đó, thì lúc bây giờ cái thiện của chúng ta nó sẽ bị nghiêng đổ. Tôi tin chắc như vậy nha. Ai cũng có cái nhược hết, ai cũng có cái nhược điểm hết, ai cũng có cái để mình thích và ai cũng có cái mình ghét. Như hồi nãy tôi nói, do cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Môi trường này nghĩa là bối cảnh sinh trưởng, bối cảnh sinh sống được gọi là môi trường. Thì do ba cái đó cho nên chúng ta có những cái thích ghét, không có cái thích và cái ghét không giống nhau. Và chính cái thích và cái ghét là cái nhược của mình. Nếu mà mình có một cái niềm tin, niềm tin đây không phải đơn giản là tin là có Phật, không phải, mà tin ở đây là chánh tín. Tìm hiểu tại sao mà mình tin Phật. Phật là người như thế nào? Phật đã dạy cái gì? Và vì đâu mà mình tin Phật? Cũng giống như Chúa là người như thế nào? Chúa dạy cái gì? Và vì đâu mình tin Chúa? Ví dụ như vậy nha. Bởi vì ít ra đó, mình phải nhận một chuyện, dù chúng ta có là tiến sĩ, là bác sĩ đi nữa, thì cái khả năng nhận thức của chúng ta nó rất là giới hạn về nhiều mặt lắm. Đặc biệt là cái gì nó thuộc về tâm linh, thuộc về tinh thần, chúng ta rất dễ bị bơ vơ. Bởi vì một bác sĩ
chẳng hạn những học chuyên ngành gì đó, học về ngành nhi khoa, học học về máu, học về xương, học về da, học về bệnh phụ nữ, bệnh trẻ con, vân vân. Thì ông chỉ chuyên cái ngành đó, thì ngoài ra ông vẫn là một tịch. Tôi phải nói như vậy, mặc dù tốt nghiệp đại học thì người ta có cái khả năng tham khảo tốt hơn là cái người chưa có xong đại học, mà có nhìn nhận ta đã có. Thí dụ ông bác sĩ, ông bà dược sĩ mà họ muốn nghiên cứu một cái gì đó thì nó tốt hơn là cái người mình chưa có học xong đại học, mình phải nhìn nhận cái đó. Tuy nhiên chỉ chừng đó kiến thức chuyên môn mình chưa có đủ được, mà chúng ta cần phải có những cái thao thức. Tôi là ai, ở đâu tôi tới, tôi là cái gì trong cuộc đời này, và tôi sẽ đi về đâu, và bây giờ công trong cuộc sống trước mắt tôi cần phải làm cái gì. Thì với những thao thức đó, tôi nghĩ rằng một cái kiến thức chuyên môn mà chúng ta có được từ một cái trường đại học nào đó nó không đủ, mà chúng ta cần phải tìm đến những cái lời giải đáp từ các cái nhà tư tưởng, các triết gia, đặc biệt là tôn giáo. Và chứ tôn giáo mà theo đa phần mọi người định nghĩa đó thì nó bệnh hoạn, nó tật nguyền lắm. Tôn giáo là cúng bái, là nhắm mắt tin tưởng, là cúng bái, là nhắm mắt tin tưởng, là cắm cái đầu thờ phụng một cái thần tượng nào đó, thì đó gọi là tôn giáo. Nếu mà hiểu như vậy đó thì rất là tật nguyền nha. Mà chứ tôn giáo, nếu có người hỏi tôi sẽ định nghĩa thế này: tôn giáo là một cái đề nghị mình tìm đến lắng nghe một cái thần tượng nào đó. Chứ thần tượng này cũng phải định nghĩa lại nữa, thần tượng này nghĩa là tạm thời trong lúc đó, đó là cái người mà mình tạm thời để tâm tới, thì tôi gọi đó là thần tượng. Trong đây tôi xài với đối tượng thì nghe nó cũng hơi mềm quá, đúng là đối tượng đó. Tôn giáo là theo tôi định nghĩa là như vậy, có nghĩa là cái khả năng lắng nghe một cái đối tượng nào đó, dầu bản thân người đó không tự nhận là giáo chủ, thì tôi gọi đó là tín ngưỡng, là tôn giáo theo định nghĩa của tôi nha. Thí dụ như ông Osho, hoặc là ông Krishnamurti của Ấn Độ, hoặc là Hòa Thượng Nhất Hạnh, hoặc Thân Hải Vô Thượng Sư, thì tôi nghĩ rằng tin tưởng mấy vị đó đối với tôi cũng là tôn giáo. Tức là mình biết tìm đến, mình lắng nghe một cái nhân vật, một đối tượng nào đó. Và đương nhiên là mình không thích thì mình bỏ đi không nói gì, nhưng mà nếu mà mình có cái điểm là mình chấp nhận được, thì ngay cái chỗ mình chấp nhận được, cái đó được gọi là niềm tin. Vậy các vị nghe kịp chưa? Mình chấp nhận một cách có lý trí, một cách lý tính, một cách có lý trí. Tại sao tôi nghe bà Thanh Hải, tại sao tôi nghe bà Tự Giác Hạnh, tại sao tôi nghe bà Tự Thanh Từ, và cuối cùng tại sao tôi lại nghe lời Phật, tôi chấp nhận kinh Phật? Tại sao vậy? Là vì tôi hiểu được cái gì đó, tôi hiểu được cái gì đó và tôi tin theo. Tôi tin theo. Và tùy cái mức độ sâu rộng, sâu cạn rộng hẹp, mà cái mức độ chấp nhận của mình đối với người đó nó được bao nhiêu, thì cái được đó, cái sự chấp nhận đó được gọi là niềm tin. Nhớ nha, chứ đừng có, người Phật tử không có nên nghĩ rằng mình có pháp danh, mình có tên Pali, mình có sư phụ rõ ràng, mình có một cái địa chỉ chùa miễu nào đó để thường xuyên lưu tới học hỏi nghe pháp cúng dường, thì như vậy mình là Phật tử thì không. Tôi xin nhắc lại lần nữa, niềm tin ở đây là thông qua sự hiểu biết, thì cái đó mới gọi là niềm tin mà Đức Phật nói tới nha. Cái niềm tin mà được đặt trên cơ sở của trí tuệ. Và ở đây chắc chắn thế nào cũng có người thắc mắc: kinh nào nói, thì khẩu cái kinh nào đó, tôi nói là có bị dễ khùng lắm, cho nên tôi nói kiểu đơn giản đi. Cái đó, kinh nào nói là niềm tin mà Đức Phật đề nghị là phải có trí tuệ. Thì nếu có bị thắc mắc, tôi xin hỏi lại câu theo các vị: một người như Đức Phật có muốn người ta tin ngài bằng một cái đầu rỗng toát chân không? Và một người như Đức Phật có muốn đệ tử chỉ biết tin suông, chỉ biết cắm đầu cuồng tín và mù quáng không? Nếu mà các vị vẫn nghĩ rằng có thể như vậy, thì tôi đề nghị các vị hãy lập tức lìa bỏ Đức Phật. Bởi vì Đức Phật không phải là cái người mà như vậy. Chắc chắn Đức Phật không có muốn đệ tử này có một cái niềm tin mà tách rời trí tuệ, thì nó không có. Không có. Dầu tôi có phải chết đi và tái sanh nghìn kiếp, thì tôi vẫn phải nổi cầu. Tôi không tin. Tôi không tin Đức Phật là một vị đạo sư kiểu đó. Tôi không tin. Cái niềm tin mà ngài kêu gọi ở mình đó là cái sự chấp nhận ai đó, chấp nhận một học thuyết, chấp nhận một sự thật, chấp nhận một vấn đề, chấp nhận một cá nhân, chấp nhận một đoàn thể mà đính kèm, gắn liền với trí tuệ,
nha. Chứ nếu mà không có muốn mình là tin ngài một cái kiểu mà gọi là vô trí, tin cái kiểu mà gọi là mù quáng cuồng tín thì tôi không tin. Tôi tin là Đức Phật ngài muốn như vậy. Nên mặc dù có rất là nhiều kinh điển người ta rất rõ niềm tin là gì nha, nhưng mà thôi nói nhiều các vị cũng không có đọc đâu. Đây tôi đang giảng một bài giảng cái đại chúng, rồi tôi chỉ nghĩ niềm tin ở đây có nghĩa là mình có cái chỗ nào đó để mình chấp nhận, để mình mà chưa đủ đâu, phải thêm chữ sống thiện nữa. Niềm tin vào cái thiện, niềm tin vào cái lẽ nhân quả ở đời. Đấy, tin sao ta? Tin rằng mọi sự ở đời nó đều có duyên do, nguyên cớ, không có gì tự nhiên mà có, cũng không, trên đời cũng không có phải là được, nó phải là cái sản phẩm do một đấng chí tôn nào đó tạo ra, mà tất cả nó vận hành là do các duyên kết hợp mà có, nhớ nha. Chứ nếu mà mình tin là có một đấng chí tôn nào đó tạo ra đó, thì nghe thì nó cũng hay hay đó, nó gọn, có gì mình đổ hết chẳng. Nhưng mình nghĩ lại cái, nếu mà cái này kinh nói chứ mà tôi nói được Phật thầy dạy này các vị kheo, nếu có một cái vị sáng tạo ra muôn loài vũ trụ và chúng sinh thì ta nói rằng đó là một con người rất là tàn nhẫn, rất là tàn nhẫn, vì đã tạo ra một thế giới nước mắt nhiều hơn nụ cười, vui ít buồn nhiều, sướng ít khổ nhiều. Trong kinh nói như vậy nha. Này các vị kheo, nếu có một cái vị mà sáng tạo muôn loài thì ta nói đó là một con người rất là tàn nhẫn, rất là tàn nhẫn. Chứ đừng có đem ba cái thần học rồi giải thích là mình là sản phẩm của Chúa, rồi Chúa thử thách. Nếu mà Chúa có khả năng Chúa tạo hết muôn loài thì tôi nói thiệt, tại sao ngay từ đầu với cái khả năng mà sáng tạo đó, tại sao Chúa cần phải thử, cần phải sáng tạo rồi sản phẩm có lỗi? Tôi không tin. Nếu mà thật sự mình tin là Chúa toàn năng đó, thì tại sao mà Chúa phải làm hàng hóa mà có lỗi nhiều quá? Không mới được, cái đó không được. Mà mình đem cái não trạng của mình giải thích như vậy thì rất là gượng nha. Cho nên hỏi chỉ có bị hỏi tôi tin cái gì, cái này chỉ đầu tiên là tin cái gì hợp lý, tin lý nhân quả, tin là mọi thứ ở đời, mọi thứ ở đời là do duyên mà có, không phải ngẫu nhiên mà cũng không phải do ai tạo ra, mà nó là do các duyên tích hợp. Chúng ta sẽ có một ngày chúng ta bàn nhiều về chữ duyên này, không phải một ngày, cái đầu đụng tới bài kinh này tôi sẽ nói. Bài kinh sau này tới cái chỗ này. Thứ nhất là mình tin là mọi thứ do duyên mà có, không phải ngẫu nhiên mà cũng không phải do ai tạo ra. Thứ hai, chúng ta tin rằng tất cả khổ lạc trên đời này, sướng khổ trên đời này, nó cũng đều do duyên mà có. Và chắc chắn rằng khi muốn có hạnh phúc là chỉ có cái duyên lành thôi, duyên thiện. Đấy. Còn cái đau khổ là chắc chắn là do duyên ác, không thể nào mà tưởng tượng, không thể nào cái ác mà nó tạo ra cái niềm vui, mà không thể nào cái thiện mà nó dẫn tới cái khổ, cái chuyện không có. Cho nên cái niềm tin đầu tiên là tin vào cái chữ duyên. Cái tin thứ hai là tin vào cái báo ứng. Tin vào báo ứng, tức là thiện thì dẫn đến vui, mà ác. Thứ ba, chúng ta tin rằng tất cả mọi thứ ở đời đều là vô thường, không có gì đứng yên, không có gì đứng yên mà có thể tồn tại, không có. Tuyệt đối không có cái gì có thể đứng yên mà tồn tại, tất cả phải vận hành, phải thay đổi, phải xê dịch, di chuyển liên tục, phải thay hình đổi dạng, biến chất, biến tướng, biến thể, để cuối cùng nó biến mất. Nhớ cái đó. Con xin phép sư, mấy camera của sư nó bị tụt xuống tí xíu, xin tỉnh lại dùng con tí xíu. Tại vì chính là tôi không thấy mặt tôi tưởng là các vị ghi âm. Dạ không. Tôi thấy có mình ông kia, tôi tưởng là có giống âm, cho nên tôi... nó bị tuột xuống á sư, nó bị tuột nữa rồi. Dạ, con xin lỗi. Tại vì bữa nay nó thật với các vị là tôi đang giảng ở một chỗ rất là không chuyên nghiệp, có nghĩa là tôi vô trong cái nhà bếp của người ta rồi tôi lấy con dao tôi kê đó, các biết không? Rồi giờ tôi cầm tôi giảng cho nó xem. Dạ, được rồi. Cái nhà bếp này chỉ có làm đứt sắt được, không có tiếng pháp được. Rồi. Dầu mỡ nhiều quá chứ nó trơn này. Mỡ nó trơn nhiều quá, nó trơn. Và cái thứ ăn chay nó tốt, ăn mặn vậy đó, ăn mặn cái dầu mỡ nhiều. Được chưa? Dạ được rồi. Dạ, cảm ơn sư. Rồi, như vậy cái niềm tin, tin thứ nhất là mình tin vào cái thuyết vô ngã, tin vào cái lý vô ngã, mọi thứ do duyên mà có thôi. Ở đây không có anh, không có tôi, không có ông à, mà này bà kia, không có cái gì hết, tất cả chỉ là duyên thôi. Cái niềm tin thứ hai là tin vào cái báo ứng, tin vào cái thiện ác. Dù chúng ta có tin Phật hay là tin Phật, nhưng mà ít ra chúng ta cũng phải hiểu rằng sống thiện thì nó tốt hơn sống ác. Đây, mà sống ác thì nó bậy hơn sống khổ, sống thiện. Mình cứ nhớ nhiều đó. Và cái thứ ba là mình tin rằng mọi thứ ở đời là
Đó, mình thứ ở đời là vô thường, không có đứng yên. Cái thứ tư mình tin là trên đời này thật sự có những người đã hiểu rốt ráo ba cái điều vừa kể. Hiểu rốt ráo rằng mọi thứ do duyên mà có. Hiểu rốt ráo rằng thiện ác có ứng là có thật. Hiểu rốt ráo rằng mọi thứ không bao giờ đứng yên, mọi thứ luôn vô thường. Cái điều thứ tư đó, mình tin chắc chắn là có cái người đó. Mà ba cái điều này nếu hiểu rốt ráo đó thì người đó được gọi là thánh hay là Phật. Lý vậy, chỉ tin vào bốn cái điều này, phải không? Tin vào bốn cái điều này cũng có nghĩa là tin Tam Bảo. À, Phật là cái người giác ngộ ba cái điều đó, à, ba cái điều vừa kể, à, và cái lời dạy của con người đó được gọi là Phật. Và những cái người mà thực hành hành trì theo cái lời dạy đó, à, bây giờ các vị thấy chưa? Thì định nghĩa cái niềm tin á, niềm tin nó để tôi đánh một dòng cuối cùng tôi quay là đó là tin như vậy. Cho nên khi các vị cần thì tôi nói đó, niềm tin nó chính là niềm tin Tam Bảo. Nhưng nếu các vị không có thích chùa miếu thì tôi cũng vẫn đề nghị các vị lưu ý đến ba cái vấn đề đó, nhớ nha. Chứ đừng có nghĩ là ông đang tuyên truyền, ông muốn tôi trở thành Phật tử rồi thì bởi vì ông đang nói rằng tôi tin Tam Bảo. No. Các vị tùy thích, thích gọi đó là niềm tin Tam Bảo cũng được, còn không các vị nói đó là niềm tin một cái lẽ phải ở đời, tin một cái sự thật ở đời cũng được nha, chứ không cần Tam Bảo nha, nếu các vị không thích, không? Mà quan trọng phải có niềm tin. Mà tại sao cần có? Bởi vì chính ba cái này nó là cái hải đăng, nó là cái ngọn hải đăng, nó giúp cho các vị đang đi trên biển, vùng biển tối thấy đường mà đi. Tại sao mà nó quan trọng như vậy? Thứ nhất, tại sao tin rằng mọi thứ do duyên mà có, mà nó quan trọng? Quan trọng chứ. Bởi vì mình phải thấy rằng mình chẳng là cái gì hết. We are nothing but relationship. Chúng ta không là cái gì hết. Chúng ta chỉ là những mối quan hệ. Chúng ta là kết quả của những mối quan hệ. Ví dụ như cái tấm thân này nó phải do bao nhiêu cái thành tố mà có, à, bao nhiêu thứ nó tạo nên cái tấm thân này, bao nhiêu cái thành tố tâm lý nó tạo ra cái gọi là hồn vía tâm linh tinh thần của mình, không? Cái hồn cái xác của mình nên là mình nói đây là cái hồn cái xác, đây là ông A và B, nhưng thật ra nó là vô số cái thành tố, cấu tố, nhân tố, nguyên tố để tạo nên cái gọi là hình hài thể xác, để tạo nên cái gọi là buồn vui sướng khổ thiện ác, không? Còn các vị không mới tin, các vị nói tại sao mà nói nghe bèo bọt? Dạ đúng, mình bèo tập đọt thiệt, bèo bọt thiệt. Bây giờ các vị là đang là, các vị là đang là chủ tịch hội đồng quản trị, đang là tổng giám đốc, các vị đang là thủ tướng, đúng không? Chỉ cần vì một cái trục trặc nào đó các vị nín thở trong vòng 15 phút thì lúc bây giờ người ta thích thì người ta gọi đó là cái xác của ông thủ tướng, cái xác của ông tổng giám đốc. Còn người ta không thích thì người ta gọi đó là cái xác chết. Nếu mà người ta không thích, người ta có thể gọi như vậy. Đó. Nhân viên nhà hoàng nếu cần không nhắc đến cái tước vị các vị đâu, mà chỉ nói đây là cái xác chết, đúng không? Đấy. Các vị thấy chưa, thấy chưa? À, các vị là hoa hậu, các vị là du đảng, xăm mình cạo trọc, đúng không? Ghẻ là cùi đuôi ghẻ lỡ, chỉ cần tắt thở một cái thì cái hoa hậu diễn viên là du đảng xăm mình là cùi đuôi ghẻ lỡ giống nhau, đúng không? Đó là nói về cái phần xác. Còn cái phần hồn, thiện ác buồn vui chớp tắt lúc về lúc khác, không? Chỉ cần hơi thở mà nó ngưng một phát thì coi như là tiêu hết phần hồn phần xác biến mất, không? Thấy chưa? À, mọi thứ nó do duyên, chứ còn đủ duyên thì nó xuất hiện, mà hết duyên thì nó bèn biến mất. Bây giờ các vị thấy chưa? Thấy chưa? Khi mà mình luôn luôn sống bằng cái tâm niệm rằng mọi thứ do duyên, chỉ cần duyên nó hút một phát thôi, chỉ cần nó thiếu một, nó hội gọi là hội đủ duyên thì mình sống. Nó thiếu một tí duyên là mình nằm liệt giường, nó thiếu thêm mớ duyên nữa là tắt thở, mà tắt rồi thì sao? Mất sạch, phải chưa? Luôn luôn nhớ như vậy. Điều thứ hai, tại sao mình tin cái thiện ác mà nó cần thiết, cần chứ? Bởi vì nhiều người cứ tưởng rằng đó là đâm cha chém chú, lừa đạo lật lọng, lừa thầy phản bạn, có tiền sống là ok, cứ tưởng như vậy mà họ quên một chuyện. Có bạc tỷ trong tay mà sống bất thiện, đêm nghe chó sủa hết hồn, đêm nghe còi hụ cảnh sát hết hồn, ngay đó đập cửa bấm chuông hết hồn, gieo nhiều ân oán quá, cho nên không có yên, không có yên, không có yên. Làm bậy đi, không pháp lực thì cũng bị kẻ thù, cũng bị cắn rứt lương tâm, chưa kể chuyện sa đọa.
chưa kể chuyện báo ứng kiếp sau, chưa dịch. Ba cái sao đỏ báo ứng dẹp, không chỉ nói trước mắt làm bậy đi, cắm đầu sống bậy đi, không thì có cái pháp luật có để yên, rồi giang hồ kẻ thù của mình nó có để yên, và lương tâm mình nó có cắn rứt nó để mình yên. Đây, cho nên mình cứ luôn luôn nhớ rằng là sống thiện là ok, mà sống ác là bất ổn, bất an, bất toàn, bất trắc, hay bất tường. Đó là niềm tin thứ hai. Cái niềm tin thứ ba đó là mình tin rằng là trên đời này mọi thứ đó là vô thường. Cái niềm tin này quan trọng, rất là quan trọng, rất là quan trọng. Tôi phải thành thật chia buồn và xin lỗi. Tôi phải vừa xin lỗi mà vừa chia buồn khi mà tôi nói câu này. Đối với tôi, những ai mà đã 50 rồi, 50 nghĩa là số 5 cộng số 0, gọi là 50 hay là 50, không? Nói phải nói rõ như vậy. Ai mà cái tuổi mà đã bước tuổi hàng năm rồi mà còn tiếp tục, đấy, còn tiếp tục, đấy, còn tiếp tục mà gọi là đầu tư sự nghiệp cho mình á, nếu mà làm thì làm cái gì đó cho đời, tôi mới kiếp sống cho đời, cho chúng sinh á, tới hơi thở cuối cùng tôi giơ tay lên tôi tán thán. Không? Nhưng mà nếu mà đầu tư cái gì danh lợi, tình cảm, tôi nói rồi rõ nha, danh lợi, tình cảm, tiền bạc, sự nghiệp, mình đã bước vô hàng năm mà bắt đầu vẫn còn tiếp tục đầu tư, thì tôi phải nói rằng đối với tôi người đó có vấn đề. Đấy, bởi vì người Tàu có câu thế này, 60 không trồng cây, 70 không có may áo. 60 không trồng cây nghĩa là sao? Có nghĩa là mình, cái câu này đó, người ta mình phải hiểu cho đúng, chứ không thôi mình hiểu lầm, không có nên. 60 không trồng cây nghĩa là tuổi 60 mà trồng thì ai ăn, ai thấy, ai nhìn, chứ mình không còn đủ tuổi để mình ngắm cây mình trồng, trừ khi mình trồng với người khác. Nhưng nữa tôi mới nói, sống thiệt thì tôi không ý kiến, không, tôi quỳ tôi lại, không, sống thiệt là tôi quỳ tôi lại. Nhưng mà nếu mà anh đầu tư cái gì đó cho mình, thì nhớ, bà Tàu nói rồi, 60 không trồng cây, 70 không mẹ, là vậy đó. Thứ nhất, 60 không trồng cây là vì mình, cái tuổi mình không có đủ. Mình trồng cho người khác thì được, nhưng mình trồng cho mình thì không có đủ để mà nhìn cái cây ra hoa, ra trái. Nếu mà có đó thì cũng khó lắm. Bởi vì 60 mà trồng cái cây mình, cái trời ơi đó, cái cà cái ớt rồi tôi mới nói. Khi ta nói nó trồng cây, mình phải hiểu là cái cây mà cái lưu cũ, cây lâu năm, đúng không? Mà cái vị tưởng người đánh nó lâu có nghĩa là gì? Lâu nghĩa là trên 10 năm, đúng không? Mà 60 mà trồng mà trên 10 năm là mình 70. Mà các vị biết 70 nó nhìn cũng đợi ngộ lắm, ngộ lắm. Cái thích, cái ghét, cái buồn, cái vui nó đã khác cái người bình thường nhiều, 70. Đấy. Vậy nên 60 mà trồng cây mà 70 không mang áo là sao? Mang áo còn cái gì nữa trời? Ai mình mặc ai nhìn? Mình mang áo là mình tìm sự thoải mái, đúng không? Vâng. Mà để đẹp cái chân, chân tươi, chân diện cho mặt cho mình mà cho người luôn nha. Đi may là có cho người, cho tùy, có người thì họ chủ yếu cho họ, rồi phần phụ là cho người. Nhưng có nhiều người họ mang áo chủ yếu là cho người, còn phải họ sao cũng được. Người nghĩa là cho người ta ngắm á. Mà 70 thì mai chi nữa, sống nay chết mai, mai làm cái gì nha. Thích cái câu 60 không trồng cây, 70 không mang áo. Cái câu nghe rất là đơn giản mà sâu, sâu. À, khi mà mình thường xuyên sống ở trong cái tâm niệm như vậy thì nó là cười. Và cái mà tôi sợ nhất đó là khi tắt thở, xuôi tay mà cái lòng nó chưa có yên, nó không có cam tâm, nó không có đành lòng. Tôi sợ cái vụ đó lắm. À, cho nên tôi nói 1000 lần đó là liệu mà buông bớt những cái mình thích. Nhưng mà câu đó cái mới nữa câu, còn câu sau, liệu mà buông bỏ cái, bỏ bớt cái mình thích. Nếu mà biết mình không có khả năng đó thì nên hạn chế sở hữu những thứ khó buông. Tôi nhớ tôi có nói câu này chắc cũng phải cả ngàn lần. Liệu mà buông những bớt, liệu mà buông bớt những thứ mình thích. Mà nếu thấy mình không có khả năng buông bỏ đó thì liệu mà hạn chế sở hữu những thứ khó buông. Tại vì mình không có khả năng buông thì mình bớt cái sở hữu thì nó đỡ khổ, không? Đó là ba niềm tin thứ tư, là mình tin rằng có người trên đời này đã hiểu ba cái, đã hiểu ba cái điều vừa rồi, và cái hiểu đó đủ để họ không còn thương, thích, ghét, sợ bất cứ cái gì nữa. Cái người đó được gọi là thánh hay là Phật, không? Thì cái đó gọi là niềm tin đấy.
niềm tin là tin vậy đó, tin là tin vậy đó. Rồi tiếp theo đó là vào đây, mà bây giờ các vị thấy xa xa rồi đó, một cái người mà chỉ riêng cái niềm tin của gắn liền với trí tuệ thôi, họ yên cỡ nào, yên lắm, yên lắm, yên lắm. Và nãy tôi có nói rồi, tuy nó là tin nhưng mà nó là một sự chấp nhận, một sự chấp nhận, một sự đồng thuận, một sự đồng tin, đồng tin, đồng thuận, đồng tin với trí tuệ. Nhớ cái đó. Chỉ riêng có cái niềm tin mà ngon lành đó là mình thấy mình có thể sống an lạc và chết thanh thản. Nếu có một kiếp sau thì cái người mà sống đúng với ba nhận thức đó sẽ có một kiếp sau không tệ, không có tệ. Các vị có quyền không tin tôi, nhưng mà ít ra các vị cũng có đủ cái bình tĩnh để xét những điều tôi vừa nói chứ, không? Bản thân tôi các vị được nhìn, cứ nghe kỹ tôi nói cái gì, không? Thì cái người mà có được bốn cái niềm tin mà tôi vừa nói đó, không? Thì sống nó ok, sống nó nhẹ nhàng. Mà nếu mà có phải chết thanh thản, mà đương nhiên phải nhớ là thường xuyên để ghi nhớ tâm niệm, ghi nhớ tâm niệm những cái vấn đề đó, ba vấn đề tôi vừa nói đó, thì đụng chuyện mình mới yên. Chứ còn này bữa nay nghe giảng xong á, Dương gia rồi biết rồi, vậy có vậy là tôi khỏe, nhưng mà không, phải đưa nó vào đời sống, phải đưa vào đời sống. Phật pháp là những viên thuốc chữa bệnh, mình phải uống thuốc, rồi phải kiêng ăn, rồi phải vận động thể dục thì mình mới khỏe. Chứ Phật pháp không phải là cái viên thuốc thần thuốc tiên mà dọng vô khác, không thèm ăn kiêng, không thèm vận động, không thèm phơi nắng thì sai, nghe không được. Phật pháp là một viên thuốc, nhưng mà nó phải cần đến bao nhiêu là cái điều kiện khác. Đúng vậy, lời Phật mình nghe, mình hiểu, mình tin mới nó mới là Phật, nó chỉ mới là viên thuốc này. Nhưng mà mình cũng phải ăn kiêng, mình phải vận động, mình phải xê dịch, mình phải phơi nắng, mình phải sống chỗ có gió thoáng khí, tránh ô nhiễm bụi bặm, rồi mơ khí độc khối công nghệ nghiệp, rồi bớt chứ. Chỉ còn lời Phật đâu phải là một viên thuốc, mình dòng vô họng thế là đủ, hoặc là mình chỉ nghe con có mình thời giảng xong cái hết khổ thành thánh đó thì xài nha, sẽ bé. Cái người mà có được cái niềm tin đó là mình thấy, chỉ riêng cái niềm tin là thấy mình đã sống vững lắm, rất là vững này. Rồi cái thứ hai là của giới. Cái chữ giới này nó là một cái đề tài đặc biệt, tùy người. Cái người mà hạ căn á, hạ căn á, nó đâm ra là cái người thiếu trí á, ngu á. Thì chữ giới họ hiểu ngộ lắm. Giới này có nghĩa là năm giới, tám giới, mười giới, xa di giới, tỳ kheo giới, không phạm mấy cái bị cấm là ok. Hiểu như vậy thì không có trật, nhưng mà nó chỉ có một phần nhỏ thôi nha. Hiểu gì thì không có trật, nhưng mà nó chỉ trúng có một ít thôi. Đúng rồi, phải nói như vậy. Tật thì không tật, nhưng mà nó trúng có một ít thôi. Là vì sao? Tôi đã nói 1000 lần không phạm giới chưa chắc là giữ giới. Bởi vì sao? Vì anh có cơ hội phạm mà anh không phạm, không muốn phạm, không dám phạm, cái đó mới gọi là giới, không? Chứ còn anh cạo đầu, anh mặc cái áo, anh ở chùa phòng học máy lạnh ngon lành mỗi ngày, còn cơm bưng nước rót phượng tử vô quỳ lại cúng dường cho ăn tăng họng, rồi còn cúng mâu thơ xong chung vô phòng anh đóng lên chát, thời Phật làm gì có phone mà cấm, không? Người thời Phật đâu có cấm chát đâu, thời Phật đâu có cấm email, thời Phật đâu có cấm nó phone, là nó làm gì có mà cấm. Đây, cứ ăn xong cái chung vô phòng chát, rồi gọi phone người này người kia, rồi cứ xét, rồi ô tôi đâu có giới đâu ta, tôi đâu có phạm đâu, 220 giới tôi đâu có phạm. Đây, không được, cái đó không được. Ăn được cái sách đến ví dụ dòng dòng thăm Phật tử rồi kiếm bồ thơ ví dụ như vậy, cái đó đâu phạm đâu, không? Nhưng mà cái đó mà cái chữ giới thì có nghĩa là luôn luôn trong cái tình trạng cảnh giác với thân nghiệp, khẩu nghiệp bất thiện, những cái sinh hoạt lớn bé mình bị tác động bởi tham sân si, thì cái đó được gọi là giới theo nghĩa rộng nghĩa sâu, không? Chứ còn mình nói rằng tôi là năm giới, tôi có phạm chưa chắc, tôi không có phạm nghĩa là tôi giữ giới chưa chắc. Bát giới, khi nào anh gặp thử thách, gặp cám dỗ mà anh không phạm ấy, thì cái đó mới được gọi là giới. Tôi xin chịu trách nhiệm cái định nghĩa này, tôi xin chịu trách nhiệm cái định nghĩa này, không? Giới có nghĩa là quyết ra tí chia này, cố ý kiên tránh không có vi phạm một cái điều bảy, không?
mà phải kèm với trí tuệ nha. Hiểu rằng bởi vì làm cái điều này nó dẫn đến ba cái hại. Cái hại thứ nhất là nó gieo cái khổ cho mình. Cái hại có thể có những cái giới nếu mình không tránh nó gây cái hại cho mình đời này là sao. Cái hại thứ hai là cái hại cho người. Ví dụ mình sát sanh, mình trộm cắp, mấy cái giới đó nếu mình không giữ là mình có nhiều hại người ta. Đó. Cho nên cái thứ nhất là hại mình, thứ hai là hại người, cái thứ ba nó là gì ta, là nó là phát triển thêm cái tội lỗi phiền não cho mình đời sau kiếp khác. Đó là ba cái. Nhớ nha, nhớ là như vậy. Một là hại mình ngay bên trước mắt, thứ hai là hại người ngay trước mắt, và cái thứ ba đó là nó là trưởng dưỡng phiền não, trưởng dưỡng tội lỗi cho mình. Thì hiểu như vậy không có làm cái đó nữa. Thì cái đó mới gọi là giới. Chứ còn như hồi nãy tôi nói đó, cứ là cứ mình đâu có cài sâu cuốc bẩm tầng đảo bán buôn gì đâu. Tôi đang ví dụ thôi nha, tôi không có ý châm biếm xúc phạm ai hết, tôi chỉ ví dụ cho hiểu thôi. Có nghĩa là mình ở trong cái mái chùa yên ấm vậy thì cơ hội nào mà phạm, cơ hội nào mình có cơ hội nào để mình sát sanh trộm cắp là đi có cơ hội đó. Rồi xong, mà cái này mới khó nè, gặp cái cơ hội mà không có gặp cơ hội cám dỗ hay là bị đe dọa không, mà vẫn gọi là vững lòng kiên định không có vi phạm giới luật nói riêng và cái điều xấu điều ác nói chung nên, thì cái đó gọi là giới. Nhớ cái đó. Một người mà không có khả năng kiên tránh tội lỗi thì người này cũng sống rất là khó mà yên tâm. Bởi vì sao? Vì không biết sợ tội. Cái chữ giới này nó có nghĩa là kiên tránh nha, kiên tránh. Mà người không có khả năng kiên tránh thì lúc bình thường mình đang khỏe còn trẻ, không khỏe trẻ giàu đẹp, không bốn cái, còn khỏe còn trẻ còn giàu còn đẹp thì mình thấy này cũng quan trọng. Nhưng mà càng về già lớn tuổi hoặc khi mình bệnh hoạn mình mới nhớ lại là mình là người không có khả năng kiên tránh điều xấu. Kiên tránh điều xấu là sao ta? Ngoài những cái mình được cấm như sát sanh trộm cắp, mình còn có những cái ví dụ như mình luôn luôn có khả năng gọi là a tầm phù a vua nói xấu người khác, không? Cái khả năng nó rất là bậy mà mình không ngờ đó là bậy. Mình nghĩ cái đó, tôi nói nó đâu có phạm giới gì đâu, nói cho vui, thấy người ta nói tôi cũng góp lời tôi nói, không, cái đó là không có được. Cái người mà sống có giới là kiên tránh không làm, chữ làm là dưới, không có làm cái gì mà có nguy cơ hại người. Đấy. Không có nói cái gì mà có nguy cơ hại người. Không có nói cái gì mình sai sự thật, không có nói gì gây chia rẽ, không có nói gì làm người khác đau lòng, và không nói cái gì mà cái nội dung của nó không có liên hệ đến những tu tập. Đấy. Rồi cái ý, không có để cái ý mình mà nó trôi dạt trong những cái vọng niệm thương thích ghét sợ, ghét cái này thích cái kia, thương người này ghét người nọ, căm thù bất mãn, thương nhớ tương tư, tơ tưởng, tất cả cái đó đều là phiền não hết, nhớ không? Thì biết cái đó là bậy, biết cái đó là bậy, không có tiếp tục nói như vậy, không tiếp tục làm như vậy, không có tiếp tục nói nghĩ như vậy thì nó được gọi là giới. Mà một người mà bình thường mà thường nhớ như vậy đó, lỡ mà có cặc cớ mà trọng bệnh á, thì cũng nhớ rằng trong đời mình giả định như mình có những vi phạm nào đó, giả định là mình có những vi phạm nào đó về giới luật, nhưng mà bù lại mình nhớ mình có rất là nhiều lần mình kiên tránh rất là nhiều những cái điều bậy. Đó cũng là một niềm an ủi cho cái người mà không trong sạch. Tôi đã nói tận cùng như vậy không? Thí dụ như bây giờ tôi nói tôi đi, ví dụ như tôi tướng thái ngon lành, chứ còn tướng tôi chắc không có rồi, nhưng mà tôi tướng thái tôi ngon lành không, cao 1m8, răng trắng trán cao không, mắt sáng mũi thẳng ngon lành không, phụ nữ bê quanh, thí dụ như vậy. Ví dụ tôi bê bối phụ nữ, thí dụ tôi bê bối phụ nữ, nhưng mà ngược lại đó tôi lại có kiên tránh những cái chuyện khác. Tôi luôn luôn tránh nói cái gì làm người khác đau lòng. Khi tôi phát hiện ra tôi đang ganh tị, tôi đang bủng xỉn, lập tức tôi dẹp cái quan qua. Tôi biết tôi đang sống, đang suy tư, đang tư duy bằng thành kiến, bằng định kiến với ai đó, với sự vật, sự việc gì đó, tôi lập tức tôi bỏ đó, tôi không tiếp tục nữa. Luôn luôn kịp thời phát hiện và cảnh giác, phòng hộ đối với cái gì mà không nên, không cần, không đáng, thì nó được gọi là giới. Thì chỉ ít mình có bị trục trặc cái này, nhưng mình cũng còn dớt giác là cái khác, thì nó được cũng gọi là giới. Còn hơn là cái người mà coi như là
không động tay động chân, rồi tự cho mình là trong sạch thì cái đó tôi càng. Mà cái giới đây có nghĩa là mình có khả năng, tôi nói chốt lại cái vấn đề giới đây là người có cái thói quen kiên tránh càng nhiều càng tốt những cái thói xấu thì đó được gọi là giới. Tôi chịu trách nhiệm định nghĩa này, không? Giới này nghĩa là cái thói quen, cái chữ si lá nó có hai nghĩa. Một là thói quen, nhớ nha, chữ si lá nghĩa là thói quen, nó là custom, nó là habit, nó là habit. Mà nhiều người cứ không có biết cái này, cứ cắm đầu ra thấy si lá là cái gì, giới mà nó xin lỗi cho họ biết chữ giới trong tiếng Hán Việt nghĩa là gì, họ không biết chữ giới trong Hán Việt nghĩa là gì, chứ đừng có nói chữ si lá ở trong tiếng Pali. Nhớ cái đó. Cho nên giới này có nghĩa là sự cố ý kiên tránh, chứ không phải là không vi phạm một cách thụ động. Không, thì như mình ngồi trong tiệm móng này vui thì khách của mình làm trong tiệm ăn, mình cứ bưng bê cho khách và cả ngày mình có phạm kỹ gì đâu, như mình giữ giới à? Sai. No. Giới đây là sự cố ý kiên tránh. Rồi có rất là nhiều lần lẽ ra là tôi chửi người ta nhưng tôi kèm, tôi đánh người ta mà tôi kèm đó. Lẽ ra là tôi luôn góp phần, tôi nói xấu người ta nhưng mà tôi không, tôi biết là vậy, tôi không góp phần. Cái đó mới gọi là giới. Lẽ ra là tôi email, tôi viết tin nhắn, tôi phone, chửi nhưng mà không, tôi kèm nó, tôi không làm gì được. Đó gọi là giới. Mà cái người mà thường xuyên sống với cái khả năng mà kềm chế và kiên tránh như vậy được gọi là người sống có giới. Đấy, và cái thứ ba là đã bằng. Tôi xin nói thiệt với bà con, tôi là một người Việt Nam thì đương nhiên trong tinh thần Phật pháp thì tất cả chúng sinh giống nhau, tôi không hề phân biệt người Do Thái, người Nhật và người Việt Nam. Không, bởi vì kiếp này tôi là mang cái máu me người Việt Nam trong người, nhưng mà cái kiếp vừa rồi đó tôi biết tôi ở đâu tôi không biết, và kiếp tế tới thì tôi đi về đâu tôi không biết. Một là địa ngục, hai là cõi người súc sanh, trâu bò heo ngựa rắn rít tôi không biết, hoặc cũng có thể tôi quay lại cõi người mà tôi làm dân Trung Quốc, dân Nhật Bản, dân Tây Ban Nha, tôi đâu có biết. Cho nên bạn nói là tôi không có phân biệt cái chủng tộc, ai tôi nghĩ giống nhau hết, tất cả là chúng sinh đều đáng thương, đáng quý, giống nhau hết. Nhưng có một chuyện mà tôi phải nói thiệt, trong bụng của tôi thì tôi hơi tiếc và có một tí buồn khi tôi thấy rằng Phật tử Việt Nam không có cái thói quen nghiên cứu kinh điển. Đấy, không có thích. Có nghĩa là vào chùa là thích là lễ lại, thích lễ lại cầu nguyện bái sám sinh sâm sóc thẻ rồi vậy thôi, chứ còn 99% Phật tử Việt Nam không có nhu cầu. Vậy mà khi không có nhu cầu như vậy thì mình hiểu được gì về Đức Phật? Mình hiểu được cái gì? Tôi nói thẳng luôn, một người mà nói rằng tu Phật tinh Phật, kể cả người xuất gia gồm chung cư sĩ luôn, nếu mình nói mình thờ Phật, tin Phật, tu Phật không, mà mình không biết giáo lý thì mình tin cái gì? 99% tôi nói, nhiều người họ nói tại sao tôi khắc khe, tôi nói đúng 99%. Hôm nay tôi còn tính thêm phẩy nữa kìa, tôi tính phẩy nữa kìa. Thôi nói 99 cho số nguyên này không, rồi số chẵn đó. Đi hỏi đi trong Phật tử Việt Nam, hỏi chữ tứ đế là cái gì coi trả lời được không, hỏi Bát Chánh Đạo là cái gì coi trả lời được không. Hỏi không tin đi hỏi đi. Rõ chứ sơ thiền, nhị thiền là cái gì, nó chưa đắc nó không biết. Ôi học gì cao siêu, nó dốt này nói vậy. Ôi học gì cao siêu, chuyện trước mắt tu đâu cái bằng tu nhà thờ cha kính mẹ hơn là đi tu, ví dụ như vậy. Cứ thả đụng chuyện thì nó móc cái thẻ đó ra, nó nói tôi làm tròn trách nhiệm với cha với mẹ với vợ với chồng với con với cái, mỗi tháng vô chùa cũng nghe thời gian, tôi cũng có cúng dường, tôi tâm bảo, tôi cũng có đốt nhang cúng hoa, rồi tôi cũng có lâu lâu gửi tiền từ thiện vậy thì thôi. Bây giờ đòi cái gì, nó học hành làm gì mà nghe. Nhưng mà các vị quên rằng đừng có nói đạo ngoài đời cũng vậy, biết thêm một cái là quân đời nó tốt hơn, biết thêm một kiến thức lành mạnh đó. Không, một kiến thức lành mạnh, một kiến thức hữu ích, biết thêm một cái là đời nó tốt hơn, chắc chắn như vậy,
Cứ thêm một kiến thức là đời mình tốt hơn. Và một điều nữa, nếu mình sợ sanh tử thì bắt buộc mình phải tìm con đường để mình đi. Mà con đường đó ở đâu mà nó có? Là từ cái nghe, cái học và cái đọc, đúng không? Ghi chép, lắng nghe, không? Tham khảo bằng mắt, nghe bằng tai, đúng không? Chứ còn cái đầu bư mình biết cái gì mà mình tu, bây giờ chỉ đơn giản thôi. Niệm Phật, niệm Phật là sao? Có biết không? No, no, no. 99% mà cứ nắm biết niệm Phật là cái gì? Cứ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư. Cái đó là phải niệm Phật. Cái niệm Phật ở trong niệm như vậy, nó không có phải là cái cách niệm mà Đức Phật đề nghị. Niệm là mình phải hiểu cái mình niệm chứ. Niệm đây là suy tư. Niệm Phật á, cái đề mục nào cũng tập trung tư tưởng riêng cái niệm Phật là phải suy tư. Phật là gì? Thế Tôn là gì? Chánh đẳng giác, A Nậu Đa La, Tam Biểu Tam Bồ Đề, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trưởng Phu là cái gì? À, thế nào là Điều Ngự Trưởng Phu? À, phải hiểu. Đấy. À, cứ ngồi suy như vậy, suy xét. Thế Tôn được gọi là Thế Tôn là vì sao? Chẳng hạn như bài Nam Mô, chẳng hạn. Nam Mô Tát Sát Phật Quả Tô. Mình cứ ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biến đi. Nồ nồ nồ, cái nó đọc két đọc vẹt nhầm sáu cửa hiển mà xài được nhớ. Mà phải nhớ thế này, niệm Phật là Nam Mô Tát Sát Phật Quả Tô và Ra Tô Sam Sam Bồ Tát Sát Arahato là gì? Nếu mà nói cho nó bình dân như dễ hiểu. À, trong cái bài Nam Mô có ba từ quan trọng. Cái từ thứ nhất là Arahato. Từ Arahato nó là từ số 2 nhưng mà tôi cố ý tôi kể đầu tiên. Arahato là người chấm dứt tất cả điều ác một cách triệt để, rốt ráo, sạch sẽ, không dư sót. Arahato là dứt sạch các điều ác. Thakabato là có được tất cả những điều lành. Thakabato có nghĩa có được tất cả các điều lành. Arahato là dứt sạch các điều ác. Mà Thakabato là có được tất cả điều lành. Samma Sambuddho là tự mình hiểu biết trọn vẹn mọi sự. Niệm Phật có niệm như vậy. Chứ còn tôi lạy các vị đừng có mà gì A-ra-hăng cao thượng được chứng quả chánh biên tri dài lắm. Mà cứ đọc hoài cái đầu những bư cứ nhớ nhiều đó. Cứ Arahato là dứt sạch tất cả điều ác. Bhagavato là có được tất cả điều lành. Samma Sambuddho là tự mình hiểu biết tất cả một cách trọn vẹn, rốt ráo, không gì ngài không biết. Đấy, niệm Phật phải niệm như vậy. Đây, mà mình không có học, không có nghe, không có đọc thì làm sao mà mình biết? Cho nên một người xuất gia hay là một người cư sĩ tin Phật có kiến thức thì sống nó vững hơn. Dầu cho mình có mai này mình có về Miến Điện mình gặp bao nhiêu pháp sư tam tạng thì với cái nền tảng giáo lý của mình nghe nó cũng sướng hơn cái người dốt. Tôi thề đọc như vậy, tôi phải bảo đảm như vậy. Có kiến thức mình gặp mấy cái bậc hiền trí mình nghe nó cũng sướng bởi mình nghe mình tiếp thu tốt hơn. Và nếu giả dụ không có gặp ai hết, một mình á, thì mình cũng có thể tự mình tham khảo được, tự mình có thể tư duy được với cái nền tảng kiến thức. Cho nên làm một người ở đời hay là đạo, kiến thức nhiều nó chỉ cho mình cái sự yên tâm chứ không có hại. Cho nên nó có thì kiến thức nó cũng giúp cho mình được vững vàng yên tâm sống ở đời. Các vị tưởng tượng mình sống một mình mà biết tùm lum hết, biết sửa điện sửa nước, biết nấu ăn, không? Rồi biết đối phó những bất trắc trong đêm trong ngày, khi trời vắng lúc trời mưa, lúc nào mình có đụng chuyện mình có khả năng mình xử lý giải quyết, không? Thì nó yên tâm. Mà nhưng mà có khả năng, cái khả năng nó từ đâu ra ta? Kiến thức, kinh nghiệm, đúng chưa? Rồi, đây cũng vậy. Nói trong đường đạo, học, hành, xê dịch, mà ở một người có kiến thức giáo lý thì vẫn tốt hơn là một cái người mà coi như là không biết gì hết. Tu mà hoàn toàn là do người ta, xin lỗi nha, suối không à. Hên là nó dạy đúng, còn không là nó suối dạy. Tại vì nghĩ rồi có phải nguy hiểm không? Thân người khó được. Mà tưởng sao vô chùa không chịu học giáo lý, đi làm Phật tử không chịu giáo lý, toàn là tăng ni phán làm sao nghe vậy. Và tôi cũng nói quật tẹt luôn. Cái điều này các vị biết chứ mà không biết. Cái trình độ tăng ni không giống nhau. Tôi không nói ai dốt, cái chữ dốt chữ rất là nặng, cũng dám nói. Tôi chỉ nói là không giống thôi.
trình độ giống nhau. À, và không phải ai cũng có cái gan nhận rằng cái điều này tôi không biết. Và phúc thay cho kẻ nào gặp được ông thầy mà ngoài cái khả năng dạy ra ông còn có cái khả năng tự trọng, à, và dám chịu nhục muối mặt xác nhận cái này tôi không biết, hoặc ít ra tôi quên cái này rồi, về đọc thêm chỗ này. Đấy. Phúc thay cho kẻ nào được gặp tăng ni như vậy, còn không nữa thì họ sẽ chạy trốn vấn đề bằng cách là họ biểu môi, ôi rồi học làm gì rắc rối, bây giờ thầy nào ngoài dạy cho con nè, con cứ niệm Phật cho thầy, con cứ niệm hơi thở cho thầy. Bạn có đã học nhiều nó bị sở tri chướng, học nhiều nó bị khùng, học nhiều nó bị rối, nó bị loạn tâm, làm cho nhỏ tiếp tục dốt, rất là chết luôn. Còn không nữa là giải thích phải xí ba tú cho nó qua cơ, cho nó qua đi. Còn không nữa là lãng tránh vấn đề, dắt nó qua một cái chuyện khác, cái đó là chết luôn. Cho nên không có gì bậy bạ cho mà bằng đến với Tam Bảo mà mình không có chịu học giáo lý, mà mình trở thành nô lệ cho một cá nhân tăng ni nào đó, thì cái đó rất là bậy. Không? Nô lệ là sao? Là cắm đầu cung đốn vật chất, không? Thờ phụng quỳ lạy bái sám quanh năm, để rồi nó ho nó đánh rắm mình cũng cắm đầu mình nghe và không có phản biện. Cái đó là bậy, rất là bậy, cái đó là nô lệ. Còn làm học trò là khác. Học trò nghĩa là mình coi tăng ni đó là thầy, họ dạy cho mình cái gì hay cái chấp nhận, được thì chấp nhận, còn không thôi thì đó gọi là học trò. Cái quan hệ đó gọi là quan hệ sư đồ, quan hệ đó gọi là quan hệ thầy trò. Tốt, quá tốt. Còn cái bậy nhất là ông thầy đánh rắm mà mình vẫn ghi âm về, nếu mà mình ngồi mình nghe và mình xích so, coi như là thưởng thức rồi, thì cái đó là bậy rồi, không? Là bậy rồi. Không? Mà muốn tránh được cái này là sao? Mình phải có khả năng tham khảo, phải có khả năng tham khảo, phải có khả năng đào vào, thì mới nên tu mới yên tâm lắm. Cái kiến thức Phật pháp có vững yên tâm, giống như ngoài đời kiến thức bách khoa càng nhiều thì đời sống có thoải mái. Hồi nãy tôi mới nói ví dụ ngoài đời trước không? Rồi nói đạo sao, ngoài đời nó mình có khả năng lái xe này, sửa điện, sửa ống nước, biết chút ít về thuốc men, biết đi chợ, biết nói chung là kiến thức bách khoa càng rộng mình sống yên tâm. Còn cái thứ mà không biết cái gì hết là đụng đâu cũng teo, tôi nói thẳng luôn, không biết cái gì thì đụng đâu cũng teo, sợ lắm, sợ đủ thứ hết, sợ đủ thứ hết, tại dốt mà. Trong đạo y chang như vậy, trong đạo y chang như vậy. Khi mà mình có Phật pháp căn bản, chữ căn bản là tôi đã định nghĩa 3.000 lần mà tôi không nhắc lại ở đây nha. Phật pháp căn bản là gì? Là học về cái gì đó thì tôi đã nói rồi nhiều lần đó. Thì là khi mà mình có được căn bản vững, rất là vững, không có phải lệ thuộc một thầy bà nào hết. Mà cái này tôi nhắc lại, cái này cẩn thận nha. Ông thầy nào đi nữa, hễ là còn là phạm, thì luôn luôn dạy cho mình cái mà ổng muốn. Rồi thêm phần học trò, ông thầy dạy bao nhiêu đi nữa, thường là mình thích học cái mình muốn và thích hiểu vấn đề theo cái cách mình muốn. Như vậy ở đây mình thấy rõ ràng nó có tới mấy cái muốn gặp nhau. Thứ nhất là ông thầy nào cũng dạy cái mình muốn dạy, và học trò thường muốn học cái mình muốn, và nó thích hiểu cái vấn đề theo cách mà nó muốn. Thì ba cái muốn này cộng lại thì tôi nghe cái mùi nó là tanh, là hình như chân lý nó không có quá trừ cái muốn, chân lý nó không có gắn liền với mấy cái muốn, không? Chân lý nó tàn nhẫn, chân lý nó tàn nhẫn hơn. 2 với 2 là 4, bây giờ anh có thích thì nó cũng là vậy, anh có ghét nó cũng là vậy, không? Còn đằng này anh đi anh tìm chân lý mà tôi mới sơ tôi đếm là hết 3 chỉ muốn rồi. Ông thầy dạy tôi điều ông thầy muốn dạy, học trò muốn học điều mình muốn học, và cuối cùng mình hiểu vấn đề theo cách mình muốn hiểu, rồi tiêu. Để tránh được cái này chỉ có là bỏ công tham khảo nghiên cứu, hiểu học, rồi cái tiếp theo là tinh tấn. Giỏi bao nhiêu, hiểu bao nhiêu mà không chịu ra sự, tất cả bằng không. Tin tôi đi, một người có niềm tin, một người có giới, một người có kiến thức, nhưng mà không có tinh tấn, không có khả năng tinh tấn, ăn là cứ nằm hoài một chỗ, cứ lên giọng đông đưa như vậy, rồi chờ giấc ngủ tới. Để các vị tưởng tượng người nó làm được cái gì, bao nhiêu công trình kinh điển, bao nhiêu chùa chiền tự viện, hơn bao nhiêu sự nghiệp hoằng pháp của tăng ni Phật tử suốt 26 thế kỷ vừa qua, rõ ràng không có chỗ cho các anh chàng làm biến,
không hề có, không hề có. Dầu một cái am lá bên truyền núi, một cái thời kinh chỉ có một giờ đồng hồ, hay là một cái công trình đại tạng, hay là một ngôi đại tháp Sedergon, tất cả những cái chuyện lớn bé đó đều là công trình, là sản phẩm của những cái người siêng, cái người mình đó là biến rồi đó, vô phương nha, vô phương. Cho nên là cái người đã làm biến rồi đó thì đạo nghiệp, sự nghiệp là bằng không. Mà khi đạo nghiệp và sự nghiệp bằng không á, thì sao? Sống không yên mà chết không yên. Như vậy có phải là sợ hãi không? Sợ hãi, yeah, sợ hãi. Rồi cái cuối cùng là trí tuệ. Muốn có được bốn cái điều trên là anh phải có trí tuệ. Bởi vì một cái anh mà thiếu cái khả năng mà này nè, cái hũ chao của anh mà nó ít chao quá, khó lắm, khó lắm. Cái hũ chao nó phải thiệt nhiều chao, chao là ốc, chao, hũ chao. Hũ chao mà nó ít quá, rồi nó dễ bị lệch lạc, là theo cái gì? Lệch theo hai hướng, một là đời sống nó chỉ bị chi phối bởi cái gì? Bởi cái thích và cái ghét. Đời sống mình chỉ có thích và ghét, không phải nhắc, đừng có phân tích chỉ trại dòng. Đời sống mình chỉ có thích và ghét. Một cái thằng có trí á, thì nó biết cái gì cần, cái gì không nên, cái gì cần, cái gì không cần, cái gì nên, gì không nên. Chỉ người thằng, một cái thằng thông minh nó không có chạy theo cái thích ghét. Còn cái anh mà không có khả năng trí tuệ đó, thì anh không quan tâm đến cái chuyện cần và không cần, nên và không nên, mà anh quan tâm đến cái chuyện thích và ghét. Tôi thích cái đó thì tôi làm, tôi ghét cái gì đó tôi cũng làm, bất kể cái đó cần hay không cần, nên hay không nên. Đấy, kiểu thấy chưa? Cho nên chỉ riêng cái khả năng trí tuệ thôi đó, chỉ riêng cái khả năng trí tuệ mà nó thiếu là sống yên. Bây giờ chưa, bây giờ các bạn còn trẻ đúng không? Bây giờ mới có hai mấy tuổi, ba mấy tuổi đúng không? Rồi. Trẻ, khỏe, giàu, đẹp, thì những cái bài lời giảng này của chúng tôi các bạn nghe giống như là tiếng chim hót, chuột kêu vậy đó, không? Nhưng mà cứ tiếp tục sống đi, không? 50 đi, 60 đi, không? Khi tuổi già cái bệnh nó ập tới, quạnh quẻ, cô đơn, không? Vợ chồng con cái dần từng bước lìa bỏ mình, không? Chỉ còn là một mình bên bức tường khuya sâu cái bóng, không? Lúc ngồi ngẫm ngẫm lại, hình như ngày xưa có người đã nói với mình, biết kiến thức, biết học Phật pháp, biết tư duy, không? Có trí tuệ thì mới yên. Còn bây giờ cái gì cũng không, cứ trông cậy vào đồng tiền, trông cậy vào tình yêu, trông cậy vào sức khỏe, trông cậy vào tuổi trẻ, mà mấy cái đó nhìn thì nó sướng thiệt, nhưng mà xài không có bền, xài không có bền. Cái đồng tiền nó có thể đổi nó ra đi bất cứ lúc nào, sức khỏe khó lắm. Mấy người cho vé số nó nói là chưa 4 giờ chưa biết đứa nào hơn. Còn nói về sức khỏe là chưa đi bác sĩ xét nghiệm chưa biết đứa nào hơn. Cái đồng tiền mà tin không được, kiếm thì khó, mà có rồi khó tin, không biết nó bỏ mình nó đi lúc nào. Thứ hai, sức khỏe cũng khó nói, đi vô phòng mạch trở ra mới biết. Rồi tình yêu, tôi nói một câu phủ phàng, trên đời này có hai cái hạng người mà tôi rất là muốn đánh lễ, mà tôi chưa mới có dịp đánh lễ con người. Cái hạng đầu tiên là cái hạng mà gọi như có khả năng gọi là tự chủ trước tình cảm nam nữ, có khả năng tự chủ, không có để cuộc đời mình phung phí cho một cuộc tình, một cuộc hôn nhân nữa. Thì cái người đó là người rất muốn đánh lễ, cực kỳ là kinh. Rồi cái hạng thứ hai tôi cũng rất muốn đánh lễ, là cái hạng mà dám lập gia đình. Hôm nay giờ tôi đè nó ra, tôi đánh lễ những kỳ với nó, tôi không, chứ tôi phải nói tôi gặp mấy người tôi dám yêu, dám hẹn hò, dám cưới hỏi, dám dệt mộng trăm năm rồi sắc cầm hảo hợp gì đó. Rất là muốn đỉnh lễ, vì đỉnh lễ chỗ được tôi quá càng đại. Tình yêu là cái không tin được, tin được. Mình muốn cái người của mình đừng có ngoại tình, luôn luôn thủy chung với mình. Nhưng mà hỏi mình nè, khi mà có cơ hội mà ngoại tình mình nghĩ sao? Mình có can đảm lắc đầu đối tượng ngon lành thơm phức không? Thì mình có can đảm thì ông xã bà xã mình cũng y chang vậy nha. Mà nên nhớ, mình là đàn ông thì chung quanh mình có 1 tỷ bạn nó hơn mình về mọi mặt, mình là đàn bà
thì chung quanh mình có 1 tỷ đứa hơn mình, thì thử hỏi tin gì nữa mà tin. Chẳng qua là nó vì cái hoàn cảnh nào đó thôi, đúng không? Chứ còn mà đừng có nói thủy chung, tôi nghĩ nó vừa ngu sững vừa gian dối dốc, không có tin, đúng không? Cho nên tiền bạc, sức khỏe, tình yêu và cuối cùng là tuổi trẻ không có tin được. Chỉ có 4 cái này, 4 cái 5 cái pháp vừa giảng đó là chỗ nương cuối cùng và ngon lành nhất, vững chắc nhất. Còn tất cả các kiến thức, tôi là bác sĩ, tiến sĩ, con khỉ gì đó, không? Kiến thức rồi danh vọng, quyền lực, tiền bạc, tiếng tăm, tình yêu, sức khỏe, tuổi trẻ, nhan sắc, tất cả dồn. Mà không phải là tôi bắt chước người ta tôi nói, hoặc là tôi trong kinh nói vậy nụt đó, sao tôi đã năm mấy tôi biết dốc dốc. Sức khỏe nó muốn đi dễ lắm, dễ lắm. Còn cái gì đó là sức khỏe, nhan sắc, tiền bạc, mà 3 cái đó là 3 cái mình cắm đầu, mình mê, mình thờ đó, tính được. Mà tại sao tôi nhấn mạnh cái điểm này? Bởi vì nội dung bài kinh nói rằng phải có 5 cái pháp này nè, sống mới yên, sống không sợ hãi. Đấy. Còn thiếu 5 cái này, 3 cái mà nhan sắc, sức khỏe, tiền bạc, tình yêu, quyền lực, dịp. Chúc các vị mọi người vui.